Tôi còn nhớ đây cái card màn hình đầu tiên mà tôi sử dụng là con Epic 500, là cái con rất cổ mà nó chạy trên cái khe AGP ngày xưa cơ. Là cái máy tính đầu tiên của tôi sử dụng vào năm lơi lớp 2, tức là khoảng cách đây khoảng năm 98. Thì từ đó đến giờ thì không rõ là đã sử dụng qua được bao nhiêu cái card màn hình rồi, nhưng mà hầu hết nó đều là card của NVDA. Tuy nhiên thì cái ấn tượng tốt đẹp nhất và một cái kỷ niệm gọi là sâu đậm nhất thì của tôi thì lại thuộc về một chiếc card của AMD. Đó là chiếc card HD 5770 của MSI bản TwinForce 2 vào năm 2010. Thì card đó ngày xưa của AMD thì nó cho mình một, cho tôi một cái cảm giác rất là an tâm, rất là gọi là có thể tin tưởng được, và nó gần như là một cái đối thủ rất là lớn của NVIDIA ở trong cái thời điểm năm 2010 như vậy. Tuy nhiên thì trong cái thập niên tiếp theo, tức là từ năm 2010 trở về sau đến khoảng năm 2016 thì AMD họ lại không giữ được cái phong độ của họ, và họ liên tiếp cho ra những cái sản phẩm mà nó không có những thứ đổi mới và cũng như là có nhiều cái lỗi rất là khó chịu dành cho người dùng. Và vì thế thì cái niềm tin của người dùng dành cho những sản phẩm của AMD nó đã giảm sút rất là nhiều. Và trong năm 2020 này thì AMD đã quay trở lại với chúng ta với một dòng sản phẩm mới là dòng series 5000, với một cách đặt tên rất giống với cái thời hoàng kim của họ vào cái thời năm 2010, cách đây đúng tròn 10 năm luôn. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có những sản phẩm như là 5500 XT, 5600 và 5700. Nó rất giống với cái thời cách đây 10 năm. Và sắp tới đây thì tôi sẽ muốn là cùng với các bạn chia sẻ về những cái thông tin cũng như là cái những bài test hiệu năng dành cho những chiếc card tầm trung của AMD như thế này. Đây là chiếc 5500 XT. Và cái video đó sẽ được lên sớm ở trên kênh của Nội Twitter trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ cho cái game gọi là khá là hot ở thời điểm hiện tại, đó là Call of Duty Warzone vào, để xem là với cái mức giá từ 5 triệu đến 6 triệu trong thời điểm này thì AMD có thể quay lại cái thời hoàng kim của họ hay không. Đó. Và nói đến cái video tiếp theo ấy, thì trên tay tôi đang là cái laptop rất là mỏng, mỏng lắm, laptop của mình đấy. Tên nó là chiếc VGX Imperium. Thì đây, chiếc laptop này chúng ta sẽ có video review vào tuần sau và các bạn nhớ đón xem. Đây là một chiếc laptop gaming mà có cái cân nặng nó chỉ là 1,8 cân nhưng mà cấu hình khá là khỏe. Tức là có Core i7 RTX 2070 và 16GB. Các bạn đón xem tuần sau nhé. Anh đặt cho tôi xem thử cái laptop này như nào. Tôi không cho, tôi cho các bạn xem, tôi xem. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Giả Ngố Công Nghệ lần thứ 3. Đây là chương trình được phát sóng hàng tuần và mỗi sáng chủ nhật hàng tuần ở trên kênh của Hà Nội Twitter. Đây là nơi chúng tôi sẽ tìm ra những câu hỏi gọi là nổi bật trong tuần vừa qua và cũng sẽ cùng giải đáp chúng ở trong chương trình này. Và bên cạnh tôi hiện tại vẫn là anh Trần Tất Đạt, một chuyên gia về máy tính mà các bạn đã gặp hàng tuần mỗi sáng chủ nhật. Thì ngày hôm nay tôi không có lọ rửa tay từ tuần trước này. Đây là lọ rửa tay rửa, mà tôi không bắt tay anh Việt nữa. Nhưng mà thực ra thì tôi thấy là cái lọ của anh nó không vơ đi tí nào so với tuần trước. Tôi cứ nghĩ là anh gần như anh chỉ diễn thôi đúng không? Đâu, tôi vẫn dùng mà anh em mở video tuần trước là xem cái lọ tuần trước ở đây bây giờ còn nửa rồi. Đâu, lọ này nó vẫn là lọ đầy ự mà. Thế là nhầm rồi, có lẽ là tôi đang chứng kiến một cái sự lươn lẹo gì đấy ở đây. Nhưng mà thôi, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình của mình. Thì chương trình đầu tiên của chúng ta thì luôn luôn sẽ là những cái phần điểm tin và những phần tin về công nghệ trong tuần vừa qua mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải cập nhật. Mở đầu cho phần tin vắn game và công nghệ sẽ là những thông tin mới nhất về tựa game đang làm mưa làm gió trên thị trường Call of Duty Warzone. Có vẻ như Warzone cũng đang gặp phải vấn đề muôn thuở các tựa game online miễn phí, đó chính là vấn nạn hack tràn lan. Mới đây thì đã có một người chơi đăng tải một đoạn video nói về các kiểu hack trong Call of Duty Warzone chỉ ngay sau khoảng 24 giờ phát hành của tựa game này. Cũng chính vì vấn nạn hack mà một tựa game battle royale khác là PvE đang đi dần vào lãng quên. Vì vậy nếu không muốn Warzone biến thành một dead game sớm thì chắc chắn Activision cần phải sớm vào cuộc và làm rõ ngay những vấn đề này. Một thông tin nho nhỏ nữa cũng về Call of Duty Warzone, đó chính là nếu anh em nào đã quá ngán ngẩm với việc phải bắt cặp với những người chơi trời ơi đất hỡi khác thì hoàn toàn có thể thử sức với chế độ chơi solo. Về cơ bản thì không có quá nhiều thay đổi trong gameplay của chế độ này. Và nếu bạn đang là một người chơi muốn thử thách bản thân mình thì hãy ngay lập tức vào game và thử ngay chế độ mới này. Thông tin tiếp theo sẽ liên quan đến thế hệ console mới nhất PlayStation 5 của Sony. Vào 23 giờ đêm ngày 18 tháng 3 vừa qua, Sony đã chính thức công bố cấu hình của PS5. Theo đó thì PS5 sẽ được trang bị CPU 8 nhân kiến trúc Gen 2 của AMD, có xung nhịp vào khoảng 3.5GHz. Về mặt xử lý đồ họa thì PS5 sẽ sử dụng GPU tùy biến dựa trên kiến trúc RDNA2 của AMD. Dòng GPU này cũng sẽ được AMD cung cấp cho khả năng hỗ trợ công nghệ Ray Tracing và nó có đến 16GB RAM GDDR6. PS5 cũng sẽ hỗ trợ nâng cấp SSD lên đến 825GB dung lượng. Và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Đến bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần trả lời câu hỏi với sự góp mặt của anh Trần Tất Đạt. Và với câu hỏi đầu tiên thì tôi sẽ lấy điện thoại ra để đọc cho các bạn ngay bây giờ. Câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn tên là Mạnh Hữu Nguyễn. Thì trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì chúng tôi có một số gọi là
chia sẻ và nhận xét về những câu hỏi của các bạn này trong suốt thời gian vừa qua. Đấy là ngoài những cái câu hỏi về mặt build cấu hình ra thì tôi để ý theo cá nhân của tôi thì những cái câu hỏi của các bạn ở trong tuần vừa rồi thì nó bắt đầu có những cái sự gọi là chuyên sâu hơn, nó bắt đầu có những cái thứ mà nó không có thể, nó không liên quan lắm đến về mặt bình thường, như bình thường các bạn chỉ build cấu hình thôi. Bây giờ thì các bạn đã hỏi những cái thứ nó góc búa hơn, những cái thứ nó gọi là chuyên sâu hơn, và đó là một cái biểu hiện mà tôi nghĩ rằng là các bạn đã bắt đầu có những cái sự tin tưởng nhất định dành cho chương trình cũng như là bản thân anh Trần Tấn Đạt, và đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Và không để mất các bạn mất thêm thời gian nữa thì chúng ta cùng đi đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi của bạn Mạnh Huy Nguyễn, bạn hỏi rằng là cho em hỏi là với hơn 100 triệu đồng thì mua PC gì để stream game được, và bạn muốn có cả màn hình máy, cả màn hình này, cả gear và cả mọi thứ luôn, tất cả mọi thứ luôn. Tên bạn nói chung là cũng giống như các bạn đầu tư rất là mạnh. Đúng rồi. Với cái mức giá 100 triệu ấy thì tôi theo tôi các bạn nên chia thành cổng hai máy, một cái máy dùng để chơi game và một máy để dùng để livestream. Thì như thế thì toàn bộ cái phần sức mạnh, phần cứng của các bạn nó sẽ hoạt động thoải mái ở máy chính, và cái máy livestream thì nó sẽ không bị, tức là cái phần mềm livestream nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần máy tính của bạn nữa. Và nếu như các bạn nào dùng một cái livestream trên một máy, từ một máy vừa chơi vừa livestream ấy, thì các bạn sẽ biết là sẽ bị dính tình cảnh đó, chính là khi mà các bạn chơi game mà trên 140fps hay trên 144 chẳng hạn, nhưng mà máy tính của các bạn vẫn chỉ nhận 60 thôi, tại vì cái phần khung hình các bạn đưa lên chỉ là 60, máy không hơn được. Nên là cái phương án mà các bạn dùng hai máy là rất tối ưu trong tầm giá này. Thì chúng ta sẽ chia ra hai máy. Đầu tiên là cái máy dùng để chơi game đi. Chơi game bây giờ phải mạnh đúng không? Đúng vậy. Như là bây giờ ấy Call of Duty Warzone nặng quá. Nên là Call of Duty Warzone theo tôi thấy là một cái máy nhất phải 32GB bắt đầu có thể chơi một cách mượt mà được. Còn một số bạn đã trong tuần vừa qua đã nói với chúng chương trình là 8GB mình như vậy không đủ và phải hạ khung hình xuống thấp nhất và phải chơi với một cái số khung hình trên dây rất là thấp. Bản thân tôi nhận thấy thì 8GB, chứ tôi đã trải nghiệm rồi, 8GB sẽ không đủ cho các bạn chơi một lúc thôi sẽ văng ra bị thiếu RAM. Ồ. Chứ không phải là các bạn hạ thấp nhất mà chơi được đâu, mà là các bạn chơi lúc bị văng ra nên các bạn không chơi được, tối thiểu 12GB hoặc là 16GB cho tôi. Tại bản thân khi mà các bạn dùng không nó ăn đến 7GB rồi. Uầy. Rồi quay trở lại thì cấu hình cho PC chúng ta sẽ có là nói chung là tương đối, thì các bạn có thể build được MSI, Asus hay Gigabyte tùy các bạn là fan hãng nào. Thì mình đi đưa ví dụ cơ bản, đây là Gigabyte Asus đầu chim đi. Tại vì Gigabyte là một trong những hãng đang bán rất là chạy trong thời điểm hiện tại đúng không anh Đạt? Tại vì hãng nào chạy hết. Đúng thế, bởi vì là anh cái... để tôi nói tốt ra. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là Core i7 9700K, tối ưu rồi. Chúng ta sẽ có mainboard là mainboard Z390, các cái dòng tầm trung phổ biến của họ. RAM là 32GB, thoải mái anh em mà chơi game không bị ảnh hưởng gì cả. Cả màn hình RTX 2080 Super Arut, nó cũng cùng với main Arut. Đúng thế, đấy, cùng tông xuyên tông. Và nguồn và sử nguồn là 850W. Nguồn thì anh Đạt có cái khuyến nghị gì cho các bạn không? Theo tôi thì cái dòng SP, những cái dòng mà tầm này các bạn nên là... Theo tôi những cái dòng mà tầm này thì các bạn nên là lựa chọn nhất là 80 Plus chuẩn, tối thiểu là phải chuẩn silver, không phải là gold. Đúng vậy. Tối thiểu là gold. Nguồn thì khoảng tầm là 750 là hoạt động ổn rồi, có thể lên 750 là 50 tùy các bạn có nâng cấp về 6 hay không. Và nguồn thì nó càng lớn thì cái họ nó hoạt động thì càng gọi là nó càng bền, ổn định. Tại vì thực ra ví dụ là nguồn 650W chẳng hạn, mà các bạn bắt nó tải 600W thì nó sẽ không bền vào cái nguồn 650W nó tải 600W, đúng không? Đúng vậy. Và thì quay trở lại thì cái lưu trữ chúng ta sẽ dùng là ổ SSD Samsung một T, dùng rất là thoải mái. Đúng và vậy. Bỏ cây và tản nhiệt sẽ là combo giữa NZXT H710 và NZXT Kraken X73. Đây là một cái combo rất là mới. Và màn hình thì chúng ta sẽ dùng luôn màn Arus cho nó đồng bộ này. Đúng, màn Arus đồng bộ rất là ok đấy. Và gaming gear sẽ dùng nguyên bộ là của set Razer. Là chúng ta sẽ có chuột Razer Tenader này, bàn phím Razer Handman này, hay Kraken. Còn cái máy phụ ấy, thì cái máy phụ các bạn nên lưu ý là các bạn cũng không cần thiết phải gắn cả màn hình đâu. Bản thân mình thử nghiệm cũng không cần, tại vì nó ăn vào CPU là chính. Nên là với 20 triệu còn cho máy phụ ấy, thì các bạn có thể sử dụng đó chính là đối với là Core i5-9400. Đúng vậy. Hoặc là các bạn có thừa tiền các bạn lên 9500 cũng được. Tôi có một ý kiến ở đây, đó chính là 9400 và 9500. Thực ra thì nó cũng khi mà sử dụng cho cái mục đích đấy nó cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều. Khác đấy. Tôi đã từng thử một số máy rồi nhưng mà thấy cái chênh lệch nó không quá hơi nhỏ. Anh Đạt thấy thế nào? Về cái phần livestream mình, anh yên tâm là tại vì do cái phần chúng ta toàn bộ sức mạnh nó phải xử lý qua CPU không có cả. Nên là có 9500 nếu các bạn có tiền các bạn hơn hoặc là hơn 1 triệu nữa, các bạn dùng 9500 nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu các bạn kinh phí có hạn thì dùng 9400. Và RAM các bạn tối thiểu cho tôi là 16GB để livestream. Và ổ cứng là chỉ khoảng tầm 256GB thôi, các bạn không phải lưu gì nhiều cả.
và cuối cùng đó chính là về nguồn và vỏ cây thì chúng ta không có tùy chọn thôi, tại vì nó cũng không có quá gì quá nhiều điện, không có nhiều điện và nó cũng vỏ thì nào được, là máy phụ thôi mà. Nên là cái các bạn cần nhất ấy đó chính là một chiếc cặp capture Elgato HD60S hoặc là HD60 Pro. Nếu mà cắm vào máy thì mình khuyên các bạn nên dùng HD60 Pro hơn, tại vì các bạn nó sẽ có hỗ trợ cho các bạn, đó chính là capture thu hình ảnh ở độ phân giải 1080 cho Full HD và 60fps. Thì đây là một cái mức mà livestream khá là mực mà cho các bạn trên mạng các bạn xem. Ở 720p và 60 khung hình nhân giây chính là cái mức mà tất cả 1080 Full HD đúng không ạ? Thì cái mức độ phân giải là từ HD đến Full HD. Đúng rồi. 60 khung hình nhân giây là một cái độ phân giải rất là phù hợp dành cho tất cả các máy có thể xem được. Kể cả trên máy điện thoại đúng không anh Đạt? Đúng rồi. Và mình khuyên các bạn không nên lên 4K. Vì 4K thì thật ra là anh em xem livestream ít khi bật. Và thứ hai là rất là tốn tài nguyên. Các bạn cần phải lên nó chính là phần âm 9700, 9900 có thể livestream được 4K. Và nếu mà lên đến 4K thì kể cả máy của người xem cũng phải là một cái máy gì đó nó có một cái cấu hình tốt một chút để mình xem được đúng không ạ? 4K. Về chi tiết cấu hình ý, thì các bạn có thể xem ở trong phần mô tả video, mình sẽ để một cái link ở dưới đấy. Và chi tiết hai cấu hình của bạn xem mà bạn có thể lựa chọn tùy biến, chuyển sang Asus hay là chuyển sang MSI, hoặc là các bạn muốn thích cái gì thêm nắm thêm thắt thứ bất cái gì. Đúng vậy. Đây là cái cấu hình cơ bản mình đưa ra thôi, mình bên kể chi tiết hơi lâu. Và đó là câu trả lời của anh Đạt dành cho bạn Mạnh Hữu Nguyễn, và hy vọng bạn sẽ có những cái mức đầu tư và những cái gì đó nó gọi là phù hợp với cái nhu cầu của bạn, và bạn sẽ có được những trải nghiệm cực kỳ tốt với những dòng máy của mình. Đến với câu hỏi thứ hai, chúng ta đến với một bạn tên là Việt Tùng Đỗ. Bạn hỏi rằng là bạn đang muốn xây dựng một cấu hình khoảng 25 triệu, tuy nhiên bạn cần có màn hình 144Hz và bạn chỉ mua máy về để chơi CSGO và làm một chút về đồ họa thôi. Vậy thì anh Đạt có tư vấn gì dành cho bạn không? Nếu mà chỉ để chơi CSGO thì cho bạn cấu hình này 20 triệu chúng ta sẽ có là chiếc PC HNC Falcon 02. Thì chiếc PC này nó có cấu hình đó chính là Core i5-9400F này, 8GB RTX 2060 Super, gọi là quá đủ để anh em gọi là chiến mật mà trên 144Hz rồi. Đúng. Và thực ra là 8GB thì nó chung là đủ chơi game, nhưng mà nếu anh em có nhu cầu ấy thì có thể là nâng cấp lên thêm, đó là lên thêm 8GB nữa và lên thêm một ổ SSD cho nó chạy được mà. SSD thì tầm này tôi nghĩ là vẫn đang rẻ, và tôi nghĩ đúng là rồi. Tại cái tầm này với cái mức giá này thì chúng ta sẽ có một chiếc SSD khoảng 512GB là vừa đúng không anh Đạt? 512GB nó khoảng tầm 2 triệu đồng. Tầm 2 triệu đồng mà có một số mã chỉ có khoảng 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 thôi, rất rẻ. Đúng rồi, rất là rẻ. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút quên về... các anh thứ tư rồi, tôi còn quên tôi chưa tư vấn màn hình cho bạn ý. Ở màn hình đúng không ạ? Đúng rồi, chơi CSGO là bắt buộc là phải màn 144. Tại vì các bạn dùng 144 các bạn không có quay lại 60 đâu. Và với cái tầm giá khoảng 5-6 triệu ấy thì các bạn có thể có gắp mã màn hình 144Hz mà nó là mã phổ thông. Và các bạn sẽ phải hy sinh một chút ở chính chất lượng hình ảnh, sẽ không đẹp như cái màn dùng màn hình IPS được. Chắc chắn là như thế thôi. Và theo tôi thì anh em có thể tham khảo những cái mã tầm trung, hoặc là có một cái mã tiêu biểu đây, đó chính là AOC 27R2. Thì giá nó 5.989.000 đồng cho một cái màn 27 inch và nó là 144Hz. Anh em chơi CSGO thì khá là thoải mái. À, và tôi thấy hình như màn hình 27 inch nó đang là một cái xu hướng mới trong năm 2020 để đúng không anh Đạt? Tại vì là tôi để ý là các bạn gần đây tôi theo dõi trong một tuần vừa qua thì số lượng màn 27 inch của chúng ta bán khá là nhiều. Và 27 inch đang là một cái xu thế mới dành cho năm nay chứ không phải 24 inch nữa đúng không anh Đạt? Theo tôi thì 24 là hơi bé. 24 inch em mà dùng là vừa, còn 2932 thì hơi to. Và 27 inch và Full HD thì đấy là một cái cỡ chuẩn, còn nếu mà 32 inch mà lại Full HD thì nó lại hơi rỗ. Và thực ra nếu anh em mà có đủ điều kiện ấy, anh em phải chơi 27 inch 2K thì đắt hơn rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà cái đấy tôi nghĩ là giá nó sẽ không hề rẻ. Và hiện tại bây giờ 27 inch Full HD đang là cái mức màn hình được nhiều anh em, tôi thấy nhiều anh em lựa chọn khá đông. Đúng vậy, và cái mẫu mã của những cái màn hình gaming 27 inch trong cái tầm giá 5-6 triệu hiện tại đang có cái gọi là mẫu mã rất là đẹp. Đúng rồi. Và chúng ta gần như là không thể chọn sai được trong cái tầm giá này. Và thật ra đó là một cái lựa chọn cực kỳ ok trong cái nhu cầu của bạn Việt Nguyễn. Và xin lỗi bạn Việt Tùng Đỗ. Và đó là câu trả lời của anh Đạt dành cho bạn Việt Tùng Đỗ. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với một câu hỏi thứ ba. Riêng câu hỏi thứ ba này tôi nghĩ rằng là đây là sở trường của anh Đạt rồi, và chúng ta không thể bàn cãi về điều này nữa. Câu hỏi thứ ba đến từ bạn Thúy Vân Lâm. Không biết bạn này là nam hay nữ, tên rất là kiếm hiệp. Nhưng mà câu hỏi của bạn lại khá là thực tế. Bạn hỏi rằng là bạn đang có một bộ PC, bạn đang chạy main MSI Mota B360 với con CPU là Core i3-8100, và bây giờ bạn đang sử dụng thì chơi game được khoảng 2 tiếng thì cái máy của bạn bắt đầu nóng lên, và bật phần mềm đo nhiệt độ lên thì nó báo là khoảng 80 độ. Thì như thế thì có là ổn hay không, bởi vì là bạn đang dùng tản stock và bạn muốn có một lời khuyên là có nên đổi tản hay không? Về cái 80 độ ấy thì thực sự nó quá nóng với chiếc Core i3. Theo kinh nghiệm của tôi, nó chạy không bao giờ đến 80 độ ở đâu.
tôi nghĩ là có lẽ là do cái máy các bạn mua vỏ cây nó hơi nhiều kính quá và lại hơi ít quạt nên là nó bị lật khí bên trong và nóng. Thì các bạn có thể xem một cái video mà những cái năm cái tạng khí dưới 1 triệu đáng mua nhất có ở trên này, các bạn xem trên này. Đúng vậy. Và nhưng mà nếu mà nhanh gọn ấy, thì theo tôi nghĩ bạn chỉ nên đầu tư khoảng 500 đổ lại thôi. Và dưới 500.000 chúng ta có hai cái mẫu tạng nó rất là được lòng người dân, đó chính là đầu tiên đó chính là chiếc Cooler Master T400i hoặc là chiếc Zosbo CR1400, đều có giá là 400.000 và đều có đèn led và rất là mát. Các bạn cắm vào cho chỉ khoảng tầm 60 độ, 65 độ là cùng rồi. Và hai cái tên đó là hai cái tên mà luôn luôn được nhắc đến khi các bạn đi những cái cây giá rẻ Hà Nội Winter, đúng không anh Đạt? Đúng rồi. Tôi thì cô dân rồi và tôi hay đi phải đi qua phòng kỹ thuật, mà phòng kỹ thuật thì lúc nào cũng thấy là những chiếc tản đấy bày rất là nhiều và các bạn rất ưa chuộng hai mẫu tản đấy. Tiếp tục chúng ta đến với một câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có nickname là Quỳnh Anh Albert. Bạn hỏi rằng là bạn đang sử dụng mainboard là MSI B365M Mota và bạn đang muốn sử dụng một con i7-9700 thì có ok hay không? Thì tức là ý của bạn là bạn muốn là mua một chiếc i7-9700 thường và bạn về bạn lắp lên cái main mà bạn đang có là B365M Mota. Mua luôn đi bạn, thế ừ. Nhanh, cắm luôn thoải mái. Các bạn chỉ nhớ là các bạn mua thêm một con tản nhiệt khí tầm khoảng 500-700 hoặc 1 triệu còn tốt cho CPU i7 rồi. Tại vì i7 rất là nóng. Nhưng mà nếu mà sử dụng kèm với cái tản stop của bạn thôi được. Thì rất là nóng đúng không ạ? Và bạn sẽ chắc chắn nhìn nó kém sang. Mà tôi thích các bạn cắm con nào nó tối thiểu cho tôi. Đó cũng như tôi vừa nói là T400i và CR1400. Còn lớn hơn nữa, tầm phụ Cooler Master 212, nói chung là tầm 1 triệu, nhiều con đẹp lắm. Và còn sang hơn nữa thì chắc là Noctua đúng không anh Đạt? Noctua 3 triệu thì nghĩ hơi quá. Và nếu mà bạn không sử dụng tản nhiệt khí mua ngoài thì bạn sẽ lại gặp một cái trường hợp giống hệt bạn Thúy Vân Lâm ở trên. Bạn ấy cũng gặp trường hợp là nhiệt độ CPU là lên 80 độ. Tôi nghĩ là bạn ấy sẽ không gặp đâu, bạn ấy gặp lên 90 độ, 100 độ cơ. Ồ ok, thế là nó là một cái điều gì rất là thảm họa đúng không ạ? Đúng rồi. Nó là một bi kịch. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với bạn Nam Nguyễn. Bạn hỏi rằng là một câu hỏi cực kỳ chuyên sâu. Và anh Đạt có khi là anh ấy sẽ phải gọi là vắt rất là nhiều trí tuệ ra để trả lời câu hỏi này. Bạn ấy bảo rằng bạn ấy mua hai máy của Hà Nội Winter. Máy đầu tiên cấu hình là i7-7820X, mainbox sử dụng là X299 và card đồ họa là Quadro P1000. Cái PC thứ hai bạn mới mua gần đây có cấu hình là i7-9700K, main Z390 với RTX 2060 và RAM là 32GB. Thì sau khi về để sử dụng thì một thời gian thì bạn có nhận xét là cái con PC thứ hai con bạn mới mua là con 9700K ấy, hoạt động cực kỳ ổn, cực kỳ tốt. Nhưng cái con thứ nhất khi mà bạn so sánh với cái con bạn mới mua ấy, bạn cảm thấy nó kém hơn khá là nhiều. Và bạn không hiểu tại sao bạn đã từng đến với chúng ta một lần ở trung tâm bảo hành để thay main, thay chip và thay SSD. Và còn thay cả chiếc card đồ họa bạn cho lên thành chiếc RTX 2060 nữa, nhưng mà cái tình hình nó cũng không được cải thiện nhiều. Máy vẫn còn bảo hành thì không biết là bạn ấy có muốn được tư vấn xem là làm nào để cho chiếc PC đầu tiên của bạn nó có một cái giá trị sử dụng tốt hơn. Nếu mà sử dụng ấy thì nếu bạn muốn một cái PC, tức là hai nền tảng này là hai nền tảng khác nhau. Trên chiếc 7820X nó là cái nền tảng HIDT, nó là một nền tảng nó dành cho những cái máy chạm cá nhân, chứ nó không hẳn là cái máy chuyên dụng workstation. Và cái thứ hai là 9700K dòng gaming, nó thẳng là dòng gaming. Thì với chiếc 7820X ấy, thì tất nhiên là anh em sẽ mà bản thân là bạn ấy trải qua một cái đó chính là bật máy rất là lâu. Chắc chắn rồi, tại vì chiếc 7820X khi mà các bạn dùng trên cái nền tảng X299 ấy, thì các bạn sẽ phải nó phải check qua hàng loạt tất cả các linh kiện trước khi nó bật. Tôi nghĩ thì cái vấn đề bạn nhận thấy khi mà dùng chiếc 7820X và 9700K thì cũng giống như tôi dùng hay các bạn khác đang dùng thôi. Thì đầu tiên chúng ta nói một chút thì chiếc 7820X ấy, nó là một cái nền tảng HIDT. Tức là nó là một cái nền tảng mà nó chuyên dụng cho những cái bạn nào mà muốn làm việc tại nhà hoặc là những nền tảng máy chạm cá nhân. Tức là nó vẫn chưa đủ chuyên nghiệp như là dòng Xeon, nhưng mà nó vẫn cao cấp hơn về cái mặt làm việc hơn so với cả cái mảng những cái dòng game gaming mainstream như là 9700K. Và cũng vì thế khi mà các bạn bật máy chiếc 7820X lên ấy, chắc chắn nó sẽ bật máy rất là lâu. Tại vì nó sẽ trải qua kiểm tra RAM, kiểm tra các cổng kết nối các thứ, cạc màn hình các thứ trước khi cho lên được. Và cái trải nghiệm các bạn khi mà với 7820X thì có lẽ các bạn thấy là nó sẽ hơi chậm hơn một chút so với 9700K. Tôi nghĩ chắc chắn các bạn thấy thế. Và cái này thì mới là hoàn toàn bình thường. Và trừ trường hợp khi mà các bạn mà gọi là dùng bạn bị phần mềm các bạn bị sập, bị crash ấy, thì các bạn lúc ấy các bạn có thể mang được trung tâm bảo hành là Winter để chúng ta xem lại là bạn dùng phần mềm gì, tại bạn không mô tả là bạn dùng phần mềm gì, bạn dùng như thế nào, nên là tôi không thể biết được là bạn gặp vấn đề ở đâu. Nhưng tôi chỉ thấy đó chính là các bạn sẽ bị cái trải nghiệm chậm hơn một chút so với 9700K, tại vì 7820X dù gì nó là một cái dòng mà máy chạm cá nhân, nên là nó sẽ có một vài cái điểm mà nó không mượt mà cho gaming như là cái thằng 9700K kia. Đó, và có lẽ là cái trải nghiệm mà bạn cảm thấy không hài lòng lắm về chiếc 7820X có lẽ là đến từ việc bạn so sánh giữa việc bật máy
bật máy và cái trải nghiệm bình thường khi các bạn sử dụng và giữa một con máy gaming và một con máy chuyên để làm việc thì nó sẽ có những cái lệch nhất định, và không thể nói là cái con nào tốt hơn con nào được, mà đó chỉ là cái đặc điểm riêng của từng nền tảng mà thôi. Có lẽ là ý của anh Đạt và đúng rồi, bản thân tôi cũng muốn là gửi với bạn như vậy. Và nếu bạn đang muốn cần được kiểm tra hoặc là đang muốn xem xét lại xem máy của mình đang có vấn đề gì thì hoàn toàn có thể đến với chúng tôi tại những cái showroom gần nhất để có thể được xem xét và bảo hành nếu cần. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6. Hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều câu hỏi. Thứ 6 là một bạn tên là Tuấn Anh, bạn hỏi rằng là bạn đã sử dụng là i5-9400F thì nên chọn cái main nào để sau này lên được một chiếc i7 mà không cần phải thay main. Tôi có vài lựa chọn cho bạn. Còn nói chung bạn muốn chạy với 9700 ấy thì các bạn tối thiểu lựa chọn cho tôi đó chính là 3 triệu tiền bom bên chủ. 3 triệu thì chúng ta sẽ có vài cái mẫu mã, ví dụ như là chiếc Asus B365F. Đây là một chiếc mainboard có chung là quá nổi tiếng rồi, giá khoảng tầm 3.2 triệu. Tôi nhớ không nhầm bây giờ lên giá 3.5 triệu rồi. Ồ. Nói chung là các bạn yên tâm là cái đợt dịch corona này thì giá linh kiện bị tăng lên cũng khá khá, và Asus là một trong những hãng đã tăng với mức giá là khoảng tầm 3.5 triệu cho chiếc mainboard B365F của mình. Và cái con B365F này thì theo tôi nhớ không nhầm nó thuộc dòng Razer Strix đúng không? Đúng anh rồi ạ? Và ngoài ra thì có một vài cái lựa chọn khác, ví dụ như là B365G rẻ một chút tại vì nó là main MATX, còn về chung nó vẫn giống B365F. Và một hãng nữa là Adrox Phantom Gaming K4 thì giá khoảng tầm là 2.8 triệu. Cái tên này tôi lâu lắm mới thấy trở lại trên vũ đài của chúng ta đúng không ạ? Đúng rồi. Adrox Gaming Phantom Gaming K4. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì về con này tôi nhớ là cái ấn tượng ngày xưa của tôi là dòng Phantom Gaming nó khá là đẹp, khá là mầm hố và cái mức giá của nó cực kỳ là gọi là vô cùng vừa túi dành cho tất cả các bạn. Thì với cái mức cái sự chênh lệch là lên đến 700.000. 700.000 là cho là khá lớn đấy. 700.000 là bạn có thể làm để thêm một tẹo nữa là mua được thêm một thanh RAM 8GB rồi. Đúng rồi. Nhưng mà theo tôi ấy, thì các bạn nếu các bạn kinh phí các bạn dư giả thì các bạn sẽ lựa chọn các sản phẩm của Asus. Giá hơi cao một chút nhưng mà thực sự là nhìn về gen test, cái phần mềm các thứ rất là đáng để trải nghiệm. Và nếu mà các bạn chỉ muốn hiệu năng, gọi là muốn một cái hiệu năng nó tối đa ở cái mức giá thành tối thiểu, đó là chỗ Asus. Vâng. Asus thực ra là một cái hãng nó cũng làm main khá là tốt, và tôi nghĩ rằng là nếu bạn đang có nhu cầu muốn được thay đổi với em như là muốn trải nghiệm những cái thương hiệu nó hơi gọi là nó không nổi tiếng lắm thì có thể là đến với Asus và có sẽ có mức giá tốt hơn và hiệu năng nó cũng sẽ khá là tương đồng với dòng cao cấp của Asus. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 7 của chương trình. Hôm nay chúng ta có tận 7 câu hỏi, bình thường là chúng ta sẽ chỉ có 4 đến 5 thôi, nhưng hôm nay là có khá nhiều câu hỏi của bạn và câu hỏi nào tôi thấy hay. Thế nên là tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, đó là câu hỏi thứ 7 của bạn Vương Phạm. Câu này thì lại hơi mang tính cổ điển chút. Anh Đạt đã sẵn sàng nghe chưa? Tôi không người cổ chí kim mới chưa tắt. Ok. Bạn nói đang nói về một chiếc main Gearbyte B85 hàng second hand. Bạn đang có sở hữu một cái mainboard như vậy. CPU là Intel Xeon E3-1226V3. RAM là DDR3 8GB và card đồ họa là RX580 Dual Fan. Màn hình của bạn là màn hình 75Hz, tức là màn hình nó trên 60 nhưng lại nó chỉ là 75 thôi. Hơi lỡ cỡ. Đúng thế. Và bạn chơi game thì bạn bị cái hiện tượng là xé hình rất là nhiều, thì không biết bạn cần phải nâng cấp cái gì để khắc phục được hiện tượng này. Chắc chắn đó chính là màn hình. Màn hình. Tại vì cấu hình của các bạn thì tôi nhớ là ngày trước các bạn mua nó cũng tương đương con i7 đấy. Con Xeon thì nó vẫn ngang i7 cả trước đúng không? Đúng rồi. Đấy nên là nói chung là về cấu hình tôi nghĩ là không gặp vấn đề gì đây cả. 580 rất là mạnh. Bây giờ nhiều anh em vẫn mua 580 mới, nên là tôi nghĩ là bạn không phải quan tâm đến cả màn hình các bạn yếu. Và 580 cũng là một cái nhân vật chính trong video sắp tới của chúng ta đúng không ạ? Vì vậy thì tôi đoán là 99% đó chính là vấn đề ở chiếc màn hình các bạn. Thì xé hình khi mà nó bị tần số quét của màn hình và của cái PC nó không đồng bộ được với nhau. Thì theo tôi để có trải nghiệm tốt nhất khi mà chơi game ấy thì các bạn cũng nên quay trở lại đó chính là vào 144Hz. Thì nếu mà với mức giá rẻ chúng ta sẽ có khoảng tầm là 4.5 triệu đến 5.5 triệu thì được các thương hiệu như là tôi đã nói rồi, AOC này, LG này, Samsung này, khá là Acer cũng có vài mẫu Acer, King Line, nói chung là khá nhiều thương hiệu. Và đấy là một mức giá đầu tư tôi nghĩ là hợp lý để cho sản phẩm của bạn. Mà nếu các bạn muốn là màn hình đẹp nữa ấy, vừa đẹp vừa 144Hz ấy, thì có thể thông qua tham khảo các sản phẩm khoảng tầm 10 đến 15 triệu của Asus này, Gearbyte này, MSI, nói chung là tầm đấy thì tôi nghĩ là hơi quá đà với cái máy các bạn. Đúng rồi. Bạn chỉ nên dừng lại ở những cái màn hình của tầm phổ thông, thông 4, hoặc là các bạn lên một chút để tầm 7 đến 8 triệu để dành về sau các bạn mua máy mới thôi. Rồi cấu hình của bạn ấy mà anh ấy tư vấn những màn hình 10 15 triệu tôi nghĩ là hơi quá đà thật, cũng hơi là gọi là hơi bọt xà. Bọt xà đấy.
Và đó là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và nếu các bạn có thêm những cái thắc mắc cũng như là những cái yêu cầu gì cần được bọn mình giải đáp thì hoàn toàn có thể comment với phần bình luận bên dưới, hoặc là comment ở trên Facebook cũng như là Instagram, thì chúng mình sẽ cùng tổng hợp ra và chúng mình sẽ đưa lên chương trình vào trong những tuần sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và đừng quên rằng là trong tuần tới chúng ta sẽ có hai video clip, đó chính là video clip về laptop VGS và video clip về các đồ họa tầm trung hiện tại có thể chơi được Call of Duty Warzone. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong chương trình lần sau. Chào các bạn.